thay khớp miễn phí cho người nghèo. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật khớp Bệnh viện Trung ương Quân đội cho biết, chương trình phối hợp phẫu thuật giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội và tổ chức Operation Quark Island bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 năm 2017. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp nhận hồ sơ của người bệnh nghèo trên cả nước bị bệnh lý nặng tại khớp háng và khớp gối để các chuyên gia Island sang thay khớp miễn phí. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh về đường tiêu hóa bao gồm tổng thể của rất nhiều bệnh khác nhau thuộc đường tiêu hóa. Thời lượng chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về quả khế, một loại quả rất quen thuộc với mỗi chúng ta, nhưng không mấy ai biết được đây là một loại quả có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Để cùng tìm hiểu về điều này thì chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp Học viện Quân y. Xin chào ông. Xin chào quý vị. Thưa ông có thể cho quý khán giả được biết là những bệnh về đường tiêu hóa thì bao gồm những bệnh nào ạ? Chúng ta biết cái hội nghị nội khoa của Đông Nam Á năm kia đã cho chúng ta thấy một điều báo động đối với sức khỏe của Việt Nam là 70% dân số Việt Nam có vấn đề về bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa bao gồm từ những cái viêm thực quản, ung thư thực quản cho xuống đến dạ dày, viêm dạ dày lưỡi hành tá tràng, xuống ruột, hành tá tràng, rồi viêm dạ dày lưỡi hành tá tràng, viêm đại tràng, vân vân. Đấy là bệnh đường tiêu hóa từ miệng đến hậu môn. Vâng. Với một chiều dài khoảng 12 mét đối với người trưởng thành. Nó dài như thế để hấp thu hết chất bổ và thải hết các chất thải loạn. Tuy nhiên thì khi mà mắc những bệnh về đường tiêu hóa thì có lẽ là chúng ta cũng trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại quả rất quen thuộc, đó là quả khế. Đối với quả khế thì không biết là nó có những công dụng và tác dụng như thế nào mà có thể hỗ trợ điều trị những bệnh về đường tiêu hóa? Chúng tôi biết quả khế là một quả rất thông dụng ăn hàng ngày của chúng ta và nó có nhiều tác dụng với các cái bệnh khác nữa. Nhưng ở đây đối với đường tiêu hóa thì chúng ta đừng nghĩ quả khế nó chua mà chúng ta ăn sợ hại dạ dày. Bây giờ khế khế ngọt nhiều. Nhưng mà có một điều, trong khế nó có nhiều chất lắm, các cái chất dinh dưỡng thông dụng rồi. Nhưng mà nó có các chất chất xơ hòa tan, những chất xơ đó có tác dụng nâng cao miễn dịch và hỗ trợ trong đối với ung thư. Thế rồi trong quả khế còn có một số chất khác mà nó tác dụng để hạ cholesterol máu chẳng hạn, để giảm rồi hạ đường huyết vân vân. Thế thì ta biết là đối với quả khế thì chúng ta có thể là nó có những cái chất như tôi vừa nói, ví dụ như chất pectin. Cái chất pectin khi nó vào cơ thể, khi vào ruột thì nó sẽ kết hợp với cholesterol và nó làm tác dụng, và với axit mật nữa làm tác dụng hạ cholesterol, để các cholesterol dư thừa, những người hạ cao cholesterol, và nếu không cao thì thôi. Và đặc biệt trong quả khế nó có một số chất kháng khuẩn, khi vào trong cơ thể nó ức chế sự phát triển hoặc tiêu diệt các cái vi trùng hệ đường ruột, ví dụ như là Bacillus cereus hoặc là những con Klebsiella chẳng hạn, hoặc là kể cả thương hàn Salmonella typhi, hoặc là E. coli. Nó có tác dụng với các những cái vi trùng gây bệnh đường ruột chẳng hạn. Thì khế có nhiều tác dụng đối với hệ đường ruột. Còn đương nhiên chúng ta sử dụng thì đối với những người đau dạ dày thì đương nhiên là chúng ta ăn khế rồi, nó chua, có nhiều axit. Nhưng mặc dù khế ngọt thì vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta không, mà chúng ta sẽ ăn kiểu khác. Chúng ta có chế biến dạng nấu canh chẳng hạn, mà cái bớt chua đi. Thế còn thông thường và còn những cái hệ thống đường tiêu hóa nói chung, không nói riêng viêm dạ dày, thì chúng ta dùng thông thường ăn canh hoặc thậm chí ăn sống nếu là khế ngọt. Nhưng bữa không nên ăn nhiều hai quả, tôi chia chỉ một quả hoặc nửa quả là vừa. Thế nhưng đối với việc mà chúng ta sử dụng khế để hỗ trợ điều trị những bệnh về đường tiêu hóa thì chúng ta nên sử dụng sống hay là nấu chín, hay có những cách nào, và liệu là khi chúng ta thay đổi cái cách chế biến như vậy thì nó có thay đổi các cái tác dụng của nó không ạ? Như tôi vừa nói là đối với khế chỉ trừ đối với bệnh nhân bị viêm dạ dày nó hành ra chàng. Còn chúng tôi ăn thì nhiều dạng lắm. Cái thứ nhất là thuộc vào cái khẩu vị, cái thích của từng gia đình. Ví dụ một nồi canh chua, ngao, hến có khế chẳng hạn. Hoặc chúng ta ăn sống thì có thái các cái lát và chúng ta chấm với muối chẳng hạn cho nó đỡ chua. Hoặc là người ta làm mứt khế chẳng hạn. Thì rất là nhiều cách chế biến để miễn là chúng ta ăn hàng ngày. Nhưng mà khi ăn chúng ta lưu ý là nó ổn định cái hệ vi khuẩn đường ruột, nhưng mà chỉ trừ những trường hợp mà người có vấn đề về dạ dày nhạy cảm thì chúng ta lưu ý với khế thế thôi. Còn ăn thông dụng rất nhiều kiểu chế biến,
Kể cả người ta có thể nấu canh chua, nấu cất tất cả các loại, hoặc ăn sống, hoặc là ăn tráng miệng sau cái bữa ăn chẳng hạn. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chương trình Nhịp cầu Y tế xin được dừng lại tại đây. Hy vọng là những thông tin cũng như công dụng của quả khế giúp cho hệ tiêu hóa đã mang lại cho quý khán giả thêm một bài thuốc nữa trong tủ thuốc của gia đình mình. Mọi câu hỏi quý vị có thể gửi về hòm thư của chúng tôi là nhịpcầuyte.st@gmail.com. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.